Cảm ơn anh Hoàng Trọng Thị và Ngọc Quỳnh và Phạm Khanh trở lại với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chút xíu nữa đây là một chương trình thật đặc biệt nhất cho các em trong cái ngày lễ Christmas cũng như là hát mừng Giáng sinh năm nay. Ý của anh nói là có sự xuất hiện của ông già Noel đúng không? Đúng như vậy thưa quý vị, các em chuẩn bị nha, ông già Noel sẽ chuẩn bị xuất hiện và sẽ phát quà cho tất cả các em. Nhưng mà anh Phạm Khanh, trước khi ông già Noel xuất hiện thì Quỳnh muốn biết là anh Khanh có biết là ông già Noel xuất xứ từ đâu không? Đúng, đây là một cái câu hỏi mà thường thường là các em, ngay cả Phạm Khanh hồi nhỏ cũng thường hay hỏi là không biết ông già Noel đến từ đâu ra. Thưa quý vị, từ ngàn xa xưa theo truyền thuyết thì người ta tin rằng ông già Noel xuất xứ từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, đó chính là Thánh San Nicolas. Ông là một người rất là hào hiệp, đi khắp mọi nơi ở đất nước, đến những vùng xa xôi hẻo lánh để mà tặng quà cho những người nghèo cũng như là cho trẻ em. Nhưng cũng có những truyền thuyết nói rằng ông già Noel xuất xứ từ những nước Bắc Âu như là Phần Lan, Na Uy, vân vân, và các nước này cũng lấy làm hãnh diện vì nơi đất nước họ có những cái xưởng chuyên sản xuất những cái đồ chơi cho trẻ em. Và Phần Lan là một trong những nước biết đến là nơi xuất xứ của ông già Noel. Nhưng mà ông già Noel dù là xuất phát từ một cái truyền thuyết nào đi nữa cũng là một người mà trẻ em mà chúng ta hằng thương mến. Đó là một ông già với bộ quần áo đỏ, nón đỏ, bộ râu trắng xóa, và trên vai lúc nào cũng có thật là nhiều quà tặng để gửi đến cho các em. Và ông già Noel thì được nổi tiếng là một người rất là tốt bụng và thích tặng quà cho những em nhỏ. Nhưng mà chỉ có những em nhỏ nào mà ngoan thì mới được ông già Noel tặng quà. Cho nên là các em phải vâng lời cha mẹ và phải ngoan nha. Bây giờ những em nhỏ nào muốn gặp ông già Noel thì giơ tay lên nào. Các em nào muốn gặp ông già Noel? Hôm nay đặc biệt không chỉ có ông già Noel mà có cả bà già Noel nữa. Đúng rồi. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn cho sự xuất hiện của ông già Noel và bà già Noel. Đúng rồi, hôm nay Ý Nhi đã bắt cóc ông già, bà già Noel. Và ông già bà già Noel năm nay rất là bận mà cũng không ngừng ngại đến cho cộng đồng chúng ta để phát quà cho mấy em. Để trước hết để cho ông già Noel muốn nói vài lời với các em và cũng như quý vị. Yeah. I want to tell you about these, when Santa Claus first started years and years ago. It was Saint Nicholas. He used to come out at night and fill stockings for the kids and heavy things. So that's how Santa Claus got started. And I want to wish you all a very Merry Christmas. You know, it's always better to give than receive. You know, that's ông già Noel là có Christmas. Từ ngàn năm trước, và ông già Noel thường đi tặng quà cho trẻ em, và ông già Noel vừa chúc chúng ta có được một mùa Giáng sinh thật là vui. Vâng, và đây là it's your wife, can you introduce? This is Miss Santa Claus. She comes with me all the time. She kind of keeps me straight, okay? Và thưa quý vị, trước Đi Đâu Sài Gòn TV tổ chức ngày hôm nay có được những phần quà đặc biệt là từ thượng nghị sĩ Lucoria, và người phát quà chính là ông và bà già Noel ngày hôm nay. Yes, I want to make sure that you all remember the real meaning of Christmas, and it was about that little baby that was born in a manger in Bethlehem 2,000 years ago, and we celebrate his birthday. Thank you. Và chúng ta đón mừng mùa Giáng sinh và không quên rằng một em bé vừa sinh ra đời tại máng lừa, và đó là ý nghĩa của ngày Giáng sinh và ngày Noel. Cảm ơn quý vị ạ. Thank you very much. Và quý vị nhớ là những phần được bảo trợ bởi ông Lucoria và dạ, vâng. Ông bà già Noel sẽ ngồi ở bên này, bên tay trái của chúng đúng ta. Đúng rồi. Vâng. Và cũng có những cái chụp hình đó anh. Vâng, rất là nhiều quà đã được mang ra, và quý vị nhớ là ngay bên tay phải của quý vị, tức là bên tay trái của chúng tôi. Dạ vâng. Sau đây chương trình trở lại với anh Trung Tín. Thanh Phúc Âm xin chào quý vị trở lại. Thank you Santa Claus, Mrs. Claus. Chúng ta có nhiều ước mơ. Chúng ta ước mơ có ông già Noel rồi. Nhưng mà có một ước mơ chúng ta chỉ kiếm một chỗ mà có thôi. Đó là Thượng Đế. Sau đây xin mời chị Hậu Vân đến với chúng ta bài hát Ước Mơ Mùa Giáng Sinh. Năm nay ước mơ mùa Giáng Sinh của ông bà chị em là cái gì? Xin mời bà chị em lắng nghe bài
rồi người ơi, bạn ước mơ gì khi Giáng sinh về? Một Noel vui tươi hạnh phúc, trẻ thơ nô đùa cười nói, một thế giới không có chiến tranh, không còn nghèo đói. Bạn có nghe biết về Chúa Giêsu? Ngài là niềm mơ ước của nhân loại, Ngài đem ơn vui hạnh phúc, bình an yêu thương sự sống. Ngài ban cho bạn, cho tôi, cho hết thảy muôn người. Không có Chúa Giêsu thì không có ngày Giáng sinh. Không có Chúa Giêsu, mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi, hãy đến cùng Ngài. Nhân thế ơi, hãy đến cùng Ngài để sống trong vương quân yêu thương, vương quân hòa bình. Nào hãy vui đón mùa yêu thương, cậu chung nhân loại chung sống thành bình. Một Noel vui tươi hạnh phúc, trẻ thơ nô đùa cười nói, một thế giới không có chiến tranh, không còn nghèo đói. Bạn hãy mau đến cùng Chúa Giêsu, Ngài là tình yêu nhân thế mong chờ, tình yêu thương không lừa dối, tình yêu hy sinh mạng sống, tình yêu cho bạn, cho tôi, cho hết thảy muôn người. Không có Chúa Giêsu không có ngày Giáng sinh, không có Chúa Giêsu, mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi, hãy đến cùng Ngài. Nhân thế ơi, hãy tiếp nhận Ngài để sống trong vương quân yêu thương, vương quân hòa bình. Không có Chúa Giêsu không có ngày Giáng sinh, không có Chúa Giêsu, mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi, hãy đến cùng Ngài. Nhân thế ơi, hãy tiếp nhận Ngài để sống trong vương quân yêu thương, vương quân hòa bình. Bạn ơi, hãy đến cùng Ngài. Nhân thế ơi, hãy tiếp nhận Ngài để sống trong vương quân yêu thương, vương quân hòa bình.